Sau một tháng rời xa Thúy Nga để ở nhà anh họ Giang Nguyễn, ca sĩ Kim Ngân mất gì và được gì? Từ khóa Kim Ngân, dường như mỗi ngày đã dần dần vơi đi sức hút, không còn có hàng trăm ngàn người đón xem, chờ đợi hàng ngày. Thậm chí là buồn vì mỗi 11 giờ trưa, 7 giờ tối không được nhìn thấy như trước kia nữa. Dù rằng hiện tại vẫn có rất nhiều video mới về Kim Ngân, hát ca nhảy múa vui vẻ, nhưng chỉ có những lượt xem khiêm tốn. Đó cũng phần nào là câu trả lời cho những ai nói rằng Thúy Nga không làm gì được cho Kim Ngân. Rời xa Thúy Nga, cái tên Kim Ngân đang lắng xuống mỗi ngày. Tuy nhiên đó lại là những gì mà anh Giang Nguyễn mong muốn. Một người muốn Kim Ngân trở về là ca sĩ, còn một người muốn Kim Ngân là người bình thường. Hai quan điểm trái ngược nhau. Vậy thì sau một tháng rời xa Thúy Nga để ở cùng người anh họ Giang Nguyễn, ca sĩ Kim Ngân đã được gì và mất gì? Phải nhìn nhận thực tế, dù bạn có ghét Giang Nguyễn đến đâu, có chửi anh ta là gia cầm hay bất cứ cái tên nào khác, thì vẫn phải đồng ý rằng anh ta là người đang cho Kim Ngân chỗ ăn chỗ ngủ, và mối quan hệ của Kim Ngân và Giang Nguyễn đang tốt đẹp, bởi vì Kim Ngân vẫn sinh hoạt đều đặn tại nhà anh này. Trong những video mà những kênh truyền thông đăng tải gần đây, khi Kim Ngân ở nhà Giang Nguyễn, nữ ca sĩ tỏ ra thoải mái, tự nhiên. Điều đó có tốt cho Kim Ngân không? Câu trả lời là có. Năm nay Kim Ngân gần 60 tuổi, được ngủ trong nhà ngày nào thì tốt ngày đó. Vậy thì tại sao Giang Nguyễn làm một việc tốt cho Kim Ngân mà lại bị lên án, chửi bới nhiều như thế? Đơn giản là vì những phát ngôn của anh này. Anh Gia luôn nói với mọi người rằng, hãy để thời gian trả lời, thì sẽ biết Kim Ngân thay đổi như thế nào. Nhưng anh lại phủ nhận công sức của Thúy Nga. Anh cho rằng 3 tháng ở bên, Thúy Nga không giúp gì được cho Kim Ngân. Ngay cả ông Ngô Kỷ, người đang phản đối Thúy Nga miệt mài, vẫn phải thừa nhận Kim Ngân có thay đổi về ngoại hình. Anh Giang Nguyễn cho rằng, những video của Thúy Nga không nói lên cuộc sống của Kim Ngân, mà Thúy Nga chỉ là quay phim cho Kim Ngân mặt đẹp này nọ thôi. Chứ thực tế Kim Ngân không có gì thay đổi. Thậm chí theo anh Giang Nguyễn, Thúy Nga vẫn để Kim Ngân lang thang ngoài đường. Nói Thúy Nga giúp Kim Ngân khỏi bệnh là vô lý. Tuy nhiên, hiện tại khi Kim Ngân ở cùng anh này, anh lại yêu cầu những người ghi hình chỉ quay những hình ảnh đẹp của Kim Ngân. Nếu có đoạn chửi bới, gia đình sẽ yêu cầu xóa đi. Vậy thì có phản ánh cuộc sống thật không? Anh Giang Nguyễn luôn thừa nhận Kim Ngân hiện tại hàng ngày vẫn đi ra ngoài bôn xa như một thói quen. Vậy mà Kim Ngân làm như vậy khi ở bên Thúy Nga. Anh lại cho rằng Thúy Nga đẩy Kim Ngân ra ngoài đường. Như vậy, có phải là anh Giang Nguyễn mâu thuẫn trong chính những lời nói của mình? Nói về bệnh tình của Kim Ngân, danh hài Thúy Nga chưa bao giờ nói rằng đã giúp Kim Ngân khỏi bệnh. Cô ta luôn khẳng định đoạn đường giúp Kim Ngân mới được 50%. Còn những phút Kim Ngân đi hát karaoke, Kim Ngân nhận ra mọi thứ. Cô ta chỉ nói rằng khoảnh khắc hay giây phút Kim Ngân tìm lại chính mình, chứ chưa bao giờ nói Kim Ngân đã khỏi bệnh. Những người như anh Giang Nguyễn hay ông Ngô Kỷ luôn lấy những lời của người khác nhét chữ vào miệng Thúy Nga, rồi cho rằng Thúy Nga nói. Thúy Nga cũng đâu bao giờ nhận cô ấy là Bồ Tát, nhưng luôn bị đem chuyện đó ra để mỉa mai. Anh Giang Nguyễn giúp được cho Kim Ngân là niềm vui của những người thương Kim Ngân thật sự. Nhưng trong mỗi cuộc phỏng vấn với truyền thông, anh luôn mang Thúy Nga ra để so sánh, để chà đạp, giúp đỡ một người mà đạp người khác xuống thì có tốt đẹp hay không. Anh Gia nói cuốn sách của Thúy Nga và Kim Ngân đã khép lại rồi, mong Thúy Nga đừng tiếp tục lật lại nữa. Nhưng chính anh Gia lại là người đọc đi đọc lại cuốn sách đó mỗi ngày trước truyền thông. Nói tóm lại, anh Gia Nguyễn vẫn cứ chăm sóc cho người họ hàng của mình mỗi ngày. Và đừng nhắc tới Thúy Nga nữa, thì mọi chuyện sẽ bình thường. Chứ đừng đem Thúy Nga ra so sánh, người ta sẽ nghĩ anh giúp Kim Ngân với mục đích khác. Còn về Kim Ngân, sau một tháng ở với Giang Nguyễn, nữ ca sĩ mất đi rất nhiều sự quan tâm của khán giả. Còn được gì thì theo anh Giang Nguyễn là được tự do, Kim Ngân thích làm gì thì làm, thậm chí là nhặt rác. Đó có thể là sở thích và thói quen của Kim Ngân thì sao? Còn về chuyện anh Giang Nguyễn đưa Kim Ngân đi hát ở câu lạc bộ, Kim Ngân nhảy múa rất vui. Đó cũng là chuyện nên làm, để Kim Ngân tiếp tục với âm nhạc, với sân khấu. Thật tâm mà nói,
Nếu Giang Nguyễn và gia đình lo được cho Kim Ngân đi chữa bệnh, thì ai cũng mừng. Cuộc đời Kim Ngân đã quá đau khổ rồi, bây giờ về già, vui được ngày nào hay ngày đó, bằng cách này hay cách khác, ở bên cạnh ai cũng được. Riêng Thúy Nga sau một tháng rời xa Kim Ngân, tưởng rằng đổi lại được bình yên, tuy nhiên sóng gió vẫn liên tục ập đến. Dù cô ta không hề đụng chạm đến bất cứ ai kể cả Kim Ngân, nhưng đổi lại, Thúy Nga được thêm càng nhiều tình yêu thương của khán giả. Có những người xa lạ sẵn sàng vì tình yêu thương mà đứng ra bảo vệ, giúp đỡ. Anh Giang Nguyễn nói, những gì Thúy Nga đang bị tấn công, bị liên quan đến pháp lý là quả báo là do Thúy Nga tạo nghiệp. Vậy anh đang bị chửi bới, bị lên án và công ty của anh đang bị đánh giá một sao thì là gì? Người chị họ Kim Ngân của anh sống lang thang hơn 20 năm thì là do gì? Không lẽ mọi thứ không tốt trên trời rơi xuống, đến với mình đều là do quả báo hay do tạo nghiệp như anh nói? Những gì mà Thúy Nga giúp đỡ và làm được cho Kim Ngân thời gian qua, có nhiều triệu người chứng kiến và ghi nhận. Dù biết cuộc sống năm người mười ý, không phải tất cả đều đồng tình với Thúy Nga, nhưng hãy nhìn vào kết quả. Kim Ngân tự tin hát trước đám đông, Kim Ngân chịu thay đổi ngoại hình, cởi mở với mọi người là do ai? Chúng ta đều có câu trả lời rồi. Mới đây, Thúy Nga cũng có những suy nghĩ của riêng bản thân lên trang cá nhân. Cụ thể, nữ danh hài chia sẻ, ai nhìn mình cũng nhận xét mình có tướng mạo sang cả. Càng lớn sẽ làm bà này chủ nọ vì cốt cách thu hút và dáng người thì quyến rũ đôi lúc mình mặc đồ gì đẹp bà chị Nguyệt Cát cũng thốt lên body mẹ đẹp quá. Trẻ con mà khen là chính xác nhà cả nhà. Vậy mà không lo làm bà này bà kia chủ nọ cho sang chảnh, cứ suốt ngày đi làm con sen phục vụ hầu hạ người này người kia, xong lại bị chúng bình phẩm con này con nọ, xong chúng chà đạp chửi cho sắp mặt. Lần cuối trong đời có lời thề không mũi lòng, rung động tâm can, trái tim sẽ chuyển qua chế độ sắt đá. Bắt đầu từ mai, bước ra đường là sửa soạn lồng lộn sang chảnh lên, chứ bình dân quá là bị khinh khi. Mà cái vụ không chịu sửa soạn rần rần lên là bị dì Nguyễn Việt Hùng la hoài mà hỏng sửa. Bị lôi đi thì qua hậu cho thay cái cốt mà xong rồi đâu đó là vẫn cứ hoàn trả lại nên mới ra nông nổi hôm nay. Từ đây là tự hứa phải thay đổi cốt cách sang trọng quý phái thì cuộc đời mới sang trang được. Tự hứa là làm nha bà Thúy Nga chứ để người ta gọi con này con nọ nhục lắm nhé. Mong rằng những ngày sắp tới, sự kiện về pháp lý Thúy Nga đang liên quan sẽ được giải quyết một cách ổn thỏa và Thúy Nga sẽ trở lại cuộc sống bình thường.